Lật là phải chữa từ cái lý nhân quả. Nhân nào dẫn tới cái này thì diệt trừ cái nhân đó thì mới hết kết quả, kết quả nó mới tốt rồi. Nhân sát sanh thì sinh ra tàn tật. Nhân tâm điếc là nhân của nói dối thiêu dược, thì mình phải sửa từ tấm lòng của mình. Thề không chửi cha mắng mẹ, không đâm thọc, không nói dối, nói thêm với bớt, không chửi rủa người khác, không làm người khác đau khổ vì cái miệng của mình, thì con cháu mình hôm nay mới nói được. Bà con có nghe rõ không? Đó. Rõ, bỏ tay lớn và ghi nhớ. Có nghĩa là hai bàn tay mình không phải bỏ tay để chúc nhau nữa, mà là đập cho nó tan cái thứ hư tật xấu đó. Hai cái tay bỏ cho tan cái thứ hư tật xấu, hay chửi rủa, hay nói dối, nói thêm với bớt, nó đâm thọc cho người ta đau khổ vì cái miệng của mình. Thứ gì muốn chữa được bại liệt thì thề nguyện từ hôm nay không sát sanh. Nếu chưa ăn chay trường được như quý thầy chưa đang tu hành thì ra chợ tìm cái con cá chết mà mua, chứ đừng có mua con sống về nhà làm, đừng có mua cái lò gì sống về nhà cắt cổ, thì cái người bệnh ở trong nhà không chữa được đâu, cái người bại liệt ở trong nhà không cứu được đâu. Tin hay không là chuyện của quý vị, còn tôi, tôi khuyên là chuyện của tôi, còn tin hay không là chuyện của quý vị. Nó có niệm suốt đời cũng là chuyện của quý vị, và căn biết suốt đời cũng là chuyện của quý vị. Tôi biết thì tôi phải nói, vì biết thì tôi nói bất nghĩa bất nhân. Bà con đồng ý không ạ? Đồng ý thì bắt đầu nhớ những lời đó, căn biết, không chửi rủa, không nói xấu, không đâm thọc ai nữa, thì chút nữa em mình, cháu mình sẽ có được liền. Còn bằng mình ngoan cố, máu ăn thua tới cùng, đánh xấu của mình không bỏ thì có chữa mấy nữa cũng không nói được. Vì đó là bệnh của nhân quả, nhân nào quả nấy chứ đâu xa. Nghiệp theo ta như bóng với hình, dừng chân thì bóng dừng theo, còn đi thì bóng còn đeo theo mình. Đó là bài muốn nói về cái lý nhân quả, để mình đi tới đâu cái bóng mình theo đó thôi. Quý vị coi cái bóng của tôi nè, tôi đi tới đâu con tôi theo đó, thể bị làm việc ác là nó theo như vậy đó. Cắt cổ con gà chưa hết phước cũng sao, nhưng mà đã hết phước rồi là liệt liệt thôi, tầng ai còng ai chó thì đi cũng được, chính phủ của công an không còng đi cũng được. Còn cái miệng của mình cứ đâm thọc thiêu dệt, nó chia rẽ, nó mất đoàn kết, nó kiểu phản bội quê hương, nó phản bội cha mẹ anh em thầy tổ, phải tâm điếc mình thôi. Nhớ kể nha, thì tôi dặn được khoảng 50 phút thì quý vị để trong lòng chín chắn rồi tôi chữa hết rồi, chứ không có rảnh đâu mà làm không lấy tiền mà đứng nói hoài ba. Để cứu được người thân, chữa được cái tật thì tâm điếc là tật, chết mang theo. Người bại liệt đi không được là tật, chứ không còn bệnh, nó bệnh là lúc nằm bệnh viện, còn về nhà đi không được là tật rồi. Vậy thì chữa tật là phải chữa từ cái lý nhân quả. Nhân nào dẫn tới cái này thì diệt trừ cái nhân đó thì mới hết kết quả nó mới tốt rồi. Nhân sát sanh thì sinh ra tàn tật. Nhân tâm điếc là nhân của nói dối thiêu dệt, chửi cha mắng mẹ, phỉ báng điều lành mới có trong tâm lý. Tôi đã nói hết rồi, để dành thời gian cho làm. Còn ai không nghe, không tin, không sửa lỗi, không thể nguyện thì chút xíu con cháu mình đi sao về lại vẫn tâm là không. Bà con nghe rõ chưa? Đó, bỏ tay lớn lên đi. Tôi đi các cháu nhỏ, về sớm về tôi nhìn. Các cái nhỏ thì rất là khó làm, thì nó sẽ khóc và nó có thể chảy máu thôi. Lý do tôi sợ nó cắn tay tôi nên tôi lấy cái môn nó chịu đồng tay nữa. Còn cái anh thấp nhỏ nghe thì rõ là có trường hợp nó sẽ chảy máu thôi. Lý do tôi lấy cái môn đó để nó có thể nó cắn tôi, và có khi nó cắn môn nó sẽ chảy máu.
chúng tôi đưa nhưng ra bây giờ giá là nhờ nhưng giá là làm sao để người ta có biết làm được à? Giá không cách thì mình mới cầm tay nhau một lúc nữa thôi. Người không tiền lý do đó không phải biết xài tiền thì lâu nay mình sống sống cái xóm làng hay bắt tình có nghĩa đó hay gây gỗ xóm làng đó mà người nào gây gỗ xóm làng là nó nghèo bỏ đi coi gỗ bỏ đi coi đầu bóng như thế tôi biết người đó phải nghèo biết người đó gây gỗ bắt tình như thế làm ăn đâu ai kêu mình làm ăn đâu hết
thì sẽ giúp cho các cháu nhỏ từ trước gia đình để xa xôi đi xe họ cũng có cái